Vâng và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tìm lại được những chiếc iPhone khi mà bị đánh mất. Đồng thời thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái mẹo bên trong mục tìm kiếm của chiếc iPhone này. Rồi, cùng bắt đầu thôi. Rồi và đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải vào phần cài đặt cho mình. Ở trong đây cài đặt thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ hay là cái phần ID ấy, ID Apple ạ. Sau khi mà các bạn đã bấm vào rồi thì các bạn sẽ bấm vào chữ tìm cho mình. Ở dưới này thì sẽ có cái phần đó chính là chia sẻ vị trí. Các bạn nhớ bấm vào cái phần chia sẻ vị trí của tôi ở đây. Cũng như là tìm iPhone thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là ba mục: tìm iPhone, mạng tìm và cũng như là gửi vị trí sau cùng. Như vậy thì điện thoại của chúng ta mới được đảm bảo an toàn nhất. Sau khi mà các bạn đã bấm vào hết toàn bộ những cái mục trên rồi, nhớ đâu mà các bạn đã lỡ làm rơi chiếc máy này thì chúng ta sẽ vào phần mục tìm kiếm ở bất kỳ trên một chiếc điện thoại nào khác, ví dụ như iPhone, hoặc các bạn có thể lên cái mục đó chính là tìm iPhone trên những cái dòng Android hoặc là trên cả máy tính của chúng ta vẫn được. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ đó chính là thiết bị. Các bạn nhớ là nhập cho mình cái phần ID Apple của các bạn hay là iCloud của các bạn vào. Sau đó thì nó mới có hiện lên những cái dòng, ví dụ như iPhone của Long ở đây. Đó, sau đó thì các bạn sẽ có thể có những cái mục, ví dụ như là phát âm thanh, thông báo hay là đánh dấu bị mất. Ở đây thì khi mà các bạn đã kích hoạt cái chế độ, đó chính là chế độ bị mất, thì sẽ có thông báo và khóa kích hoạt. Ở đây các bạn sẽ đọc kỹ hơn, mình sẽ pause lại để các bạn có thể đọc kỹ hơn nhé. Sau đó các bạn bấm tiếp tục cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ nhập số điện thoại của các bạn vào. Nhưng lưu ý là sẽ phải khóa cái SIM ở trên điện thoại của bạn trước. Sau đó thì chúng ta mới có thể làm một cái SIM mới. Và các bạn nhớ là nhập số điện thoại của các bạn một cách chính chủ vào đây nhé. Sau khi mà mình đã nhập hết toàn bộ những cái tính năng, ví dụ như số điện thoại hoặc là thông báo iPhone của tôi bị mất, thì sau đó nó sẽ có cái chữ kích hoạt ở đây. Mình sau khi đã bấm vào phần kích hoạt thì hoàn toàn chiếc điện thoại này sẽ bị vô hiệu hóa và các bạn sẽ không thể nào mà làm được bất kỳ thứ gì khác. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần lưu ý cho mình là những cái tính năng này chỉ là tính năng khi mà các bạn đã nhớ kích hoạt trong cái phần cài đặt. Nên cái phần cài đặt này cũng rất là quan trọng nhé. Các bạn phải kích hoạt trước cho mình ở trong này trước đã. Ok, và ngoài ra với những cái tính năng ví dụ như tìm thiết bị thì các bạn có thể share cái thiết bị này dành cho vị trí, dành cho những cái người thân trong gia đình của các bạn chẳng hạn. Ví dụ mình bấm vào cái phần người và sau đó bắt đầu chia sẻ vị trí. Ở đây thì có bà mình này. Sau đó thì các bạn có thể chia sẻ cái vị trí này dành cho người thân của mình. Khi mà điện thoại này có bất kỳ những cái trường hợp nào, ví dụ như là nó bị đi xa quá hoặc là nó đang bị thông báo mất chẳng hạn, thì người thân của các bạn cũng có thể biết được là máy của các bạn đang bị mất. Ngoài ra thì cũng có một cái tính năng ví dụ như tìm vật dụng, các bạn có AirTag chẳng hạn. Mình sẽ để một cái phần mô tả ở đây để các bạn có thể tham khảo. Ngoài nhìn chung thì đây chính là một cái tính năng để các bạn tìm được những cái phần như chìa khóa này, ba lô hay là tìm xe đạp của mình. Rồi và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tìm được những cái chiếc iPhone sau khi mà chúng ta bị làm rơi này hoặc là bị đánh cắp. Tuy nhiên thì đây chỉ là bước tham khảo mà thôi. Còn ngoài kia có hàng loạt những cái bên có thể bẻ khóa được iCloud của các bạn. Nên các bạn hãy lưu cho mình là nên xóa hết toàn bộ dữ liệu nếu dữ liệu đó là dữ liệu quan trọng của các bạn. Hôm sau thì mình sẽ có những cái video liên quan đến việc tìm lại những cái chiếc điện thoại Android, ví dụ như Samsung mình đang cầm trên tay đây. Các bạn nhớ đón chờ nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.